Xin chào các bạn. Và ngày hôm nay thì mình lại quay trở lại với phần dạy và đào tạo MC. Và chúng ta đã được giới thiệu về phần MC đám cưới với 3 bài rồi đúng không ạ? Và hôm nay thì mình muốn là thay đổi đổi gió đi một chút, để sang một cái lĩnh vực khác đi một chút cho nó thay đổi, để cho các bạn cảm thấy là nó đỡ nhàm chán. Thì ngày hôm nay mình mới đi dẫn một cái chương trình gọi là chương trình tiệc tân gia mừng nhà mới, mừng vào nhà mới. Thì cái tiệc tân gia này mình cũng không chuẩn bị một cái kịch bản nào đâu, mình nói theo một cái cách ngẫu hứng, rồi là mình tự feel làm sao mà cái chương trình đấy để đạt cái hiệu quả là nó vui, nó rôm rả, trang trọng, lịch sự và gia đình cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui vẻ, thì đấy là một cái điều mình thành công rồi. Nhưng mình cũng nên khuyên các bạn là nếu như các bạn dẫn một cái chương trình nào đấy thì các bạn nên chuẩn bị cho mình sẵn một cái kịch bản ước lượng trước. Còn nếu như các bạn mà làm mà theo ngẫu hứng thì nó sẽ rất gây ra cái sự rủi ro, bởi vì những câu từ mà mình không chuẩn bị được trước thì nó sẽ không được hay. Nhưng mà chúng ta mà mạo hiểm ấy thì nó có hai vấn đề xảy ra, đó là một là các bạn thành công theo ngẫu hứng của bạn, hai là các bạn sẽ bị vấp, hoặc là khi các bạn nói các bạn dẫn sẽ không được lưu loát. Ở những cái phần mạo hiểm chỉ nên dành cho những người mà người ta đã có nhiều kinh nghiệm dẫn rồi thì mới được phép mạo hiểm như thế, bởi vì là người ta có khả năng feel, có khả năng tư duy nói trong cái tình huống nó xảy ra. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng theo dõi, các bạn nhớ là đăng ký ủng hộ kênh cho mình, bấm vào chuông để không bỏ lỡ và được thông báo khi mà mình đăng những video tiếp theo lên, các bạn có thể theo dõi được. Và đây là cái phần dẫn lễ tân gia, mừng tân gia mà mình không có chuẩn bị trước. Mình lên mình dẫn theo ngẫu hứng thôi, mà tạo sao cho cái không khí nó vui tươi. Sau đó thì mình cũng hát tặng một bài, đó là bài Lâu Đài Tình Ái, bởi vì là cái bài Lâu Đài Tình Ái nó rất là hợp với cái lễ tân gia. Đám cưới cũng hợp mà tân gia cũng hợp, bởi vì tân gia nói về ngôi nhà hạnh phúc, nói về lâu đài của chủ nhân. Xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể các vị khách quý, các vị khách mời đang có mặt trong lễ tân gia Đại Cát để mừng nhà mới cho anh chị Sơn Huyền trong ngày vui hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, và lời đầu tiên thì Vương Minh Quang, người dẫn chương trình, xin phép được thay lời cho anh chị Sơn Huyền. Lời đầu tiên thì xin gửi tới sự hiện diện của tất cả các ông, các bà, các cô, các chú, các bác, các anh, các chị và toàn thể các vị khách mời, các vị khách quý đã có mặt trong lễ tân gia ngày hôm nay. Xin được gửi tới quý vị lời đầu tiên, lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng, nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, sau khoảng gần một năm chuẩn bị và xây dựng thì ngày hôm nay gia đình nhà anh chị Sơn Huyền cũng đã hoàn thành khánh thành một ngôi nhà cũng phải nói là cũng khá là khang trang. Các cụ, các bà ngày xưa chúng ta luôn có câu là có an cư thì mới làm nghiệp, cho nên là một ngôi nhà nó mang lại rất là nhiều điều tốt đẹp cho gia chủ. Một ngôi nhà sẽ mang lại niềm hạnh phúc, mang lại sự ấm cúng. Và đi đâu thì đi, nhưng mỗi khi chúng ta trở về nhà thì chúng ta luôn luôn cảm thấy thoải mái, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết, được nghỉ ngơi tại căn nhà của mình bằng đôi bàn tay, bằng mồ hôi, công sức của mình tạo nên. Đó là một điều hạnh phúc nhất của mỗi một con người. Và trong cuộc sống, trong mỗi một đời người, chúng ta có hai điều quan trọng nhất, đó là gì ạ? Đầu tiên là lấy vợ và gì? Lấy vợ và làm nhà. Các cụ công công bà ngày xưa đã nói rồi đúng không ạ? Nhưng mà ngày xưa các cụ nói là bây giờ cất nhà xong mới lấy vợ. Nhưng thực ra thì bây giờ điều đó nó không còn quan trọng nữa. Với cái cuộc sống đổi mới, xã hội đổi mới, thì chúng ta có thể lấy vợ xong xây nhà cũng được. Và nếu như xây nhà xong lấy vợ được là điều là một cái tốt đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì tất cả các vị khách quý, những người bạn của anh chị Sơn Huyền ngày hôm nay có mặt tại đây, thì lúc này chúng tôi muốn là mời chủ nhân của ngôi nhà mới ngày hôm nay sẽ bước lên sân khấu. Quý vị đồng ý không ạ? Nếu đồng ý chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay ạ. Xin mời anh Sơn và chị Huyền ạ bước lên sân khấu để cho tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho anh chị ngày hôm nay. Chị Sơn Huyền và anh chị lên sân khấu. Rất tuyệt vời. Ngày hôm nay vào nhà mới mà anh chị đứng cạnh vợ đâu đâu. Ngày hôm nay vào nhà mới mà nhìn cứ như là cô dâu chú rể ấy nhỉ? Vâng, rất tuyệt vời. Kính thưa quý vị, những lúc đầu thì Vương Minh Quang cũng đã nói rồi, trong mỗi cuộc sống chúng ta có hai cái điều mà mỗi con người ta làm được mà cảm thấy hạnh phúc, mà cảm thấy tuyệt vời nhất, đó là xây dựng gia đình và xây nhà. Hai cái đều là xây.
Vâng, xây dựng gia đình thì anh cũng xây cũng khá lâu rồi, đúng không ạ? Vâng, có bây giờ là có mấy bé rồi? Hai cháu trai, rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì anh lại xây một lần nữa, đó là xây nhà mới. Đấy, lại có chén rượu mừng rồi. Thưa quý vị, đó là... Dạ vâng, cảm ơn bác. Bác đứng cạnh anh Sơn, anh đứng trong bên kia. Mời chị Hiền sang đây. Không, phải thế chứ. Vâng. Không, xếp sau đội hình cho nó chuẩn. Không có giữa chụp ảnh lên lại hỏi là sao anh này đứng gần chị kia. Vâng, đúng không ạ? Thưa quý vị, hôm nay là ngày vui bởi vì là gần một năm trời, cũng phải gần đến một năm trời mà anh chị Sơn Huyền đã cất cái căn nhà này. Và trong quá trình xây thì nó cũng hơi lâu một chút, chắc là tại anh chị cũng hơi kỹ tính đúng không ạ? Để có cái căn nhà khang trang như thế này thì là một năm nay anh chị cũng đã bỏ thời gian vào đây và bỏ tất cả những tình cảm của mình vào ngôi nhà này để ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày anh chị đã bước vào nhà mới. Tuy còn một số những chi tiết nữa nhưng là ban tổ chức cũng đã nhìn thì cũng hoàn thiện mới được cả khoảng tầm chưa được 100% đâu, 99% đúng không ạ? Nhưng đây cũng là một điều đáng mừng rồi thưa quý vị. Bởi vì là ngày hôm nay vui hơn nữa đối với anh chị Sơn Huyền, đó là sự hiện diện của tất cả những gương mặt rất là dễ thương, rất đáng yêu, những người bạn, những người thân trong gia đình, các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, những người bạn, những người em, những người cháu và họ hàng hai bên có mặt tại đây để chúng ta cùng làm gì ạ? Để chúng ta cùng chúc mừng Tân Gia Đại Cát. Chúc cho anh chị vào ngôi nhà mới sẽ luôn luôn tràn ngập tiếng cười, luôn luôn hạnh phúc, và vào căn nhà mới này chúc cho anh chị sẽ làm ăn phát tài và nhiều tài nhiều lộc, gặp nhiều may mắn hơn nữa. Một tràng tay để chúc cho anh chị Tân Gia Đại Cát. Và bây giờ thì MC xin phép được đến 1, 2, 3 chúng ta ai có rượu rót đầy rượu, ai có bia rót đầy bia, để nâng ly lên 1, 2, 3 rô cho khí thế ngày Tân Gia này nó hoành tráng hơn ạ. Dành cho anh chị 5 giây để rót rượu và rót bia. 5 giây bắt đầu ạ. 5 4 3, gọn nhanh lên ạ. 2 1, chúng ta cùng nâng ly ạ. 1, 2, 3 rô thật lớn nhá. 2, 3 2, 3 2, 3 Rất là tuyệt vời. Vâng, quý vị, chúng ta cùng uống hết nhá. Và bây giờ thì thưa quý vị, trong cái ngày vui như thế này thì anh Sơn sẽ có đôi lời để cảm ơn tới tất cả các ông, các bà, các cụ, các cô, các chú, các bác và những người bạn của mình. Vâng, bác lại kỹ tính thế. Em chưa ăn sáng mà hai chén rồi đấy. Vâng, cảm ơn bác ạ. Tí nữa chị Huyền, chị uống bù, tí nữa anh chị uống bù ạ. Vâng, bây giờ để cho anh có đôi lời để cảm ơn tới tất cả quý vị khách mời ngày hôm nay ạ. Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để đến với lời phát biểu, lời cảm ơn chân thành từ anh Sơn dành cho tất cả những vị khách mời rất đáng quý ngày hôm nay ạ. Xin mời anh Sơn. Trước tiên cho chúng cháu xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý vị khách mời